Ơi, xin mời quý khách hãy tỉnh giấc Nam Kha. Chúng ta đã đến chỗ để ăn trưa rồi. Dậy 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 anh ơi. Dậy ăn trưa hả? Vâng. Đây, ở đây có món gì ngon không? Rất nhiều, không thiếu món gì. Đủ hết. Món dân tộc không ạ? Có cả dân tộc Tây Tàu đủ hết nào. Đây. Đâu anh? Xin giới thiệu với các quý vị. Quý vị đã thấy có một nhà hàng nào có kiểu kiến trúc độc đáo như thế kia chưa? Đẹp quá. Nhà hàng này đã được xếp tiêu chuẩn 4 sao. 4 sao à? Đấy, mà những người vào trong đó ăn toàn là khách VIP. Tôi là VIP mà. Đặc biệt nhá, chúng ta sẽ được ngồi ăn trong phòng máy lạnh buốt buôn buồn buồn buồn. Ghế salon bằng da toàn ngoại nhập. Thời tiết nóng như thế này mà được ngồi phòng máy lạnh còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Có cái công ngày hôm qua chúng mình phải cưới trâu. Này, mà ngồi ở salon ấy không có mùi phân trâu, ăn mới ngon nhỉ. Đặc biệt, đối với các quý ông, nhân viên phục vụ toàn là nữ chân dài đến nách. Người đẹp như siêu mẫu Xuân Thức. Được. Mặt đẹp như hoa hậu Nguyễn Thị Hoàn Vũ. Được lắm. Tuyệt vời. Cái gì mà được hả? Tôi nói cho ông biết nhá, gái mú ở trong nhà hàng là tệ nạn xã hội đấy nhá. Là tệ nạn thôi đấy. Nhìn thấy gái mú là mắt cứ sáng nhưng bừng cả lên. Còn đối với các quý bà thì nhân viên phục vụ toàn là nam giới. Có thân hình vạm vỡ như hùng bóng. Mặt đẹp như Trịnh Trong. Trời. Trong là thân tư lạnh đấy. Thế à? Đúng rồi. Đẹp chỉ cái thằng hùng bóng với cái thằng Trịnh Trong ấy. Thế cứ thấy mùi dai là cuốn cả lên. Bớ mặt cho này cái gì? Thế món ăn Tây thế nào? Đủ hết, không thiếu một món gì. Pizza. Spaghetti. Panathinaikos. Leverkusen. Valencia. AC Milan. Này, cho hỏi cái món ăn gì mà cứ như là tên câu lạc bộ bóng đá đấy. Thế đã bao giờ anh được chứng kiến một cái nhà hàng có kiểu kiến trúc độc đáo như thế này chưa? Đúng. Trên thế giới chưa hề có. Công nhận. Vì thế cho nên nhá, tên các món ăn của nó cũng cực kỳ độc đáo. Ôi dạ, nhưng mà anh ơi, anh ở đây có cái món đặc sản dân tộc nào không? Em thích đặc sản dân tộc lắm nhá. Thế hả? Vâng. Có đủ hết này. Bọ xít này, bọ dừa này, bọ hung này, thằn lằn này, rắn rết này, bò cạp. Nhưng xin lỗi quý vị. Quý vị xin lưu ý một điều là đây là nhà hàng VIP đã được lên hạng 4 sao, cho nên cái việc thanh toán của nó phải bằng đô. Đô thì đô, sợ gì mà không đô đúng không? Đô thì đô. Ấy, chưa hết. Còn đây nữa, vì là thanh toán bằng đô, cho nên công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Công ty chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền Việt. Thế còn tiền đô thì tự quý vị phải thanh toán. Tự trả. Này trời ơi, mà nhìn lại thì cũng chả cái gì là ghê gớm nhỉ. Bình thường thôi. Nhưng mà cái giờ này mà ngồi trong phòng máy lạnh á thì bí lắm đấy. Ngồi salon ăn không được đâu, khó ăn lắm. Mà này, dân tộc một cái món gì, món bọ hung, bọ xít thì là sao mà. Thôi. Thế nói tóm lại là bây giờ quý vị có vào đây ăn không? Không hả? Ta đi quán khác. Tiếp tục đi. Đi luôn. Vương câu được đặt sẵn. Được không? Quán này được không? Được. Có cây có lá được đấy. Này, cái đồ ăn Tây thế nào? Anh thích đặc sản dân tộc ở đây như thế nào hả anh? Đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Thế à? Nhưng mà có VIP không? Quán này là quán VIP chính hiệu. Thế nhưng mà người không VIP vẫn vào được, chẳng sao. Thế vào thôi. Này là anh ơi, có phòng lạnh không? Phòng lạnh á, phòng lạnh thì tất nhiên là có. Nhưng mà cái hệ thống làm lạnh ở đây không phải là bằng điều hòa mà là bằng khí trời. Thế là thậm chí nhá, ở đây có cả suối dốc rách này để quý vị có thể rửa chân này, rửa tay, rửa mặt, mà kể cả là tắm cả gối đầu. Trắng làm sao thì là tắm cả. Vấn đề phục vụ thì như thế nào? Vấn đề phục vụ ở đây nhá. Nữ thì mặc áo tứ thân chít khăn mỏ quạ. Mà trong khi thực khách đang thưởng thức ấy là họ còn có phục vụ cả hát chèo này, hát quan họ này,
hát cải lương này. Cải lương mà tôi thích lắm đấy. Đây. Có cái khoản ả đào không? Đào à? Ả đào như thỉnh thoảng vẫn có. Thế tốt rồi. Nói chung là có ả đào. Thì anh thì còn cái vấn đề mà có nam phục vụ không? Tất nhiên là phải có. Tôi là chỉ quan tâm đến vấn đề đấy. Thế nào? Nam giới ở đây phục vụ là toàn cởi trần đóng khố, tay cầm nỏ như thạch xanh. Dân tộc đấy. Đóng khố mà phục vụ cởi trần thì trông khiếp rồi. Chân thì như que tăm. Đầu gối phủ lại hay ho gì. Thôi. Phục vụ thế thì làm sao đâu. Cứ thấy khố là chán vào. Này, tôi đang đi trong sáng nhá. Đây, không đi vớ vẩn nhá. Đấy, quý vị có nghe thấy nhịp trống, nhịp phách không? Có. Có nghe tiếng nhị không? Có. Đấy, bây giờ là họ đang hát chèo. Sao lại tranh? Đấy, nhưng mà đến tối là họ chuyển sang ả đào. Tối mới ả đào thì được. Tóm lại là đồ ăn Tây thế nào? Đúng rồi, tóm lại là đặc sản dân tộc thế nào? Đã bảo là có hết Tây, có ta, có tàu, có cái gì cũng có. Rồi, đi vào. Nhưng mà không tính tiền đô chứ. Tất nhiên. Nó chơi được rồi. Thế là vào thôi. Nhưng họ tính bằng tệ. Tiền Trung Quốc. Tệ là tiền nhân dân tệ, tiền Trung Quốc ấy. Tiền tàu. Thế à? Mà tôi xin nhắc lại với quý vị một điều nữa là công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán bằng ngoại tệ. Công ty chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền Việt. Vậy thế nên quý vị tự thanh toán. Lại tự này, à? Gay go quá nhở. Cái khoản ả đào ở đây mà chắc là hát lai căng không nghe. Không nghe được, đúng rồi. Mà ả đào chỉ có cánh già nó nghe thôi. Anh em mình trẻ này nghe ả đào. Con em là thích chơi nổi, không thích thiểu não đâu. Không sao. Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng về quán này, tôi lại đưa quý vị đi quán khác. Đúng rồi, đi nhá. Khoản tiền của Việt Nam mà đóng cố là không ổn rồi. Đây. Ôi trời ơi, mệt quá. Ôi, quán sáng kiểu gì thế này hả? Đấy. Em ơi. Đi đường này. Đâu, đi đường nào? Ôi trời ơi, sao quán sáng kiểu gì thế này? Ngồi ăn ở đây ấy hả? Thì quán bình dân thì nó thế thôi. Tại sao người ta có thể ngồi ăn ở đây được nhỉ? Thôi bây giờ thế này nhá. Ai ăn đồ Tây, đặc biệt ngồi bàn ghế màu đỏ. Ai ăn đồ đặc sản dân tộc, ngồi bàn ghế màu xanh. Nào. Mình ơi, bà đi ngồi. Ôi trời ơi, mệt quá, nóng quá, quạt đây. Chứ không phải là Tây quen nhá. Thế còn đây là đồ dân tộc đặc sản, mà dân tộc cũng là lạ, chứ không phải là dân tộc quen nhá. Anh Lưu. Hả? Cái món này làm bằng cái gì đấy? Là bằng cái gì? À, món này nó gọi là salad Polatogo. Tên lại à. Nhưng mà nó xuất xứ từ đâu? Xuất xứ à, cái này nó gọi là sen Nhật Bản. Du nhập vào miền Nam thì gọi là lục bình. Đấy, nó đến khi nó trôi dạt ra ngoài Hà Nội ấy, thì lại gọi là bèo Tây. Mà cái loại này đã sống rất nhiều ở sông Kim Ngưu, Hà Nội. Cái mùi nó kinh quá, hôi quá. Thôi thì nó sống ở sông Kim Ngưu thì nó phải có mùi là đúng. Cái gì? Anh Miu ơi. Rồi, cái món này là cái món gì mà mùi nó cứ khen khét cứ như là mùi bọ xít thế hả anh Miu? À, thì châu chấu với bọ xít nó đều là côn trùng cả. Thì nó phải khét chứ sao nữa. Ê, món này nhá, gọi là châu chấu nhồi bánh đúc tẩm hành. Hay còn gọi là bánh đúc bọc châu chấu cũng tẩm hành. Nó chỉ khác tí tên gọi thôi, còn thực ra phẩm chất nó vẫn như nhau. Nhưng mà cái mùi của nó nặng quá, không nuốt được đâu. Sao? Thế thì cố gắng bịt mũi vào mà ăn là sẽ thấy ngon. Nuốt qua cổ họng đấy. Anh có chắc chắn là chúng tôi ăn cái món này không sao không? Không sao. Lợn nó ăn còn chẳng chết nữa, mà mình là người thì cái sức đề kháng còn cao hơn lợn nhiều. Thế thì sao? À đấy, vấn đề nó là ở chỗ đấy. Chính vì như thế cho nên công ty chúng tôi đã nhìn xa trông rộng và đã chuẩn bị cho quý vị một loại thần dược
mỗi vị chỉ cần uống 5 viên, đảm bảo 5 ngày chỉ có nhập chứ không xuất. Thần dược à? Thần dược. Thần dược à? Thì mà lại cho thân là, thân là. Ghê thế được. À? Đây. Nào cho tôi. Rồi, chứ cũng uống cho ăn thế mà. 5 viên này. 5 viên này. 5 viên này. 5 viên này. Đây. Ôi. Anh Miu ơi, uống cái này có làm sao không? Tại sao lại làm sao? Đây, tôi uống trước cho quý vị xem này. Uống được hả? Uống được hả? Tôi uống. À, là anh Bill này, cái mùi này tôi thấy có cái mùi nó giống như là cái bét... Nó cứ chát chát, cái như là... Cái bét... Là Berberine chính hiệu. Chính vì là nó là Berberine cho nên là đảm bảo 5 ngày chỉ có nhập chứ không có xuất. Thế thôi thế này, thay mặt công ty Tê Giác, chúng tôi xin kính chúc quý vị ngon miệng với những món ăn tự chọn của mình. Thế mời anh chị nhá. Chúc ngon miệng. Không ăn được. Kinh quá. Úi giời ơi. Trông cháu không ôi được. Anh Miu ơi. Anh Miu. Kinh quá anh Miu ơi. Miu ơi. Đây. Không ăn được. Không ăn được. Không ăn nổi. Ôi trời ơi. Không ăn được nổi. Mùi thơm. Anh ăn cái gì đấy? Mì tôm. Mì tôm à? Chúng tôi ăn mì tôm. Mì tôm. Lên xe có mì. Rắn như đá. Ôi trời ơi, rắn quá chứ anh Miu ơi, ăn làm sao được. Thế em phải ăn rồi. Anh ơi, chua lắm. Mới có 2 tháng từ tour trước để lại chứ mấy. Bánh 2 tháng thế nào? Này, anh này, cho chúng tôi ăn bánh 2 tháng. Anh nghĩ chúng tôi là lợn đấy hả? Mà tại sao anh cho chúng tôi ăn bánh 2 tháng là thế nào hả? Tại sao lại như thế? Này, tại chị đấy. Hả? Tại chị đấy, lúc nào chị cũng dân tộc cổ truyền nữ. Ở đây mới phải ăn châu chấu. Này, đừng có mà nói tại tôi nhá. Có phải là tại nhà cô thì có ấy. Đấy, đang ở ta, tự nhiên lại đi thích xí sớn lên thích ăn đồ Tây cơ. Cho chết, bây giờ mới phải ăn bèo Tây đúng không? Đúng là cái đồ trưởng giả học làm sao ấy. Bà ai trưởng giả học làm sao? Tôi bảo là nhà cô chú ấy, trưởng giả học làm sao? Nói đi nhá, phải ta, tôi không bị gì tôi phải bảo ấy. Thôi. Đấy, tại chị em bây giờ để cho vợ chồng con phải ăn cái này. Tôi làm sao mà tôi chịu được hả? Thôi. Hai bà cãi nhau làm tôi điếc tai quá. Bây giờ thế này, chị Nụ Hương không thích ăn đặc sản dân tộc châu chấu như bánh đúc đúng không? Chuyển sang ăn bèo Tây. Còn chị Nụ Tú không thích ăn đồ Tây, bèo Tây đúng không? Chuyển sang ăn châu chấu nhồi bánh đúc. Không ăn được. Thứ đấy là không ăn được. Không được hả? Không ăn được. Không được thì lại tiếp tục ăn bánh mì.